Vâng, xin chào tất cả các bác đã bất chút thời gian quay trở lại kênh Nhất Long Audio Hà Nội cơ sở 3. Video hôm nay em xin gửi tới các bác một cặp loa tuyệt đẹp, đó chính là cặp loa JBL, mang đây là L112 các bác nhé. Cặp loa đẹp từ phần tuyến loa đến phần khung vỏ luôn, dầu rất dài các bác nhé. Và đặc biệt cặp loa này có giá rất là ưu đãi cho các bác luôn, rất là vừa túi tiền các bác, mà các bác nào có thể là sở hữu cho mình một cặp loa đẹp từ phần khung vỏ các nhé, phần nội thất luôn rất đẹp, dầu rất dài các nhá, dầu rất dài và đẹp luôn. Vô dụng là màng giấy các nhá, màng giấy và gân mút các bác nhá, rất đẹp luôn. Màng giấy và gân mút. Ở trên có một chung một check, rất là đẹp luôn. Check được bảo vệ các nhá, một lớp lưới bảo vệ rất là an toàn luôn, không bị dập móc hay là bẹp đâu các bác nhá. Rất đẹp. Hai cặp loa đi rất đều nhau luôn. Và giá của cặp này em xin báo giá luôn cho các bác là quan tâm đến dòng này có thể là nắm được mức giá. Cặp loa JBL có áo đen là L112, có giá là 32.500 coi nhá, 32.500. Đây là bên là bác ship cho các bác rồi đấy ạ. Loa rất đẹp coi nhá, đây từ phần tuyến loa nó còn vỏ luôn, rất đẹp. Và các bác quan tâm sản phẩm bên em liên hệ qua số điện thoại và số Zalo em nói kim chi video, rất đẹp coi nhá. Đây, cầu loa bé đã thay rồi để cho các bác thì là sẽ vặn thì cắm vào đầu một vịt hoặc là các bác chuối các bác rất là dễ luôn. Đây, rất đẹp coi nhá, phần khung vỏ rất đẹp luôn. Các bác quan tâm thì nhắn tin cho em sẽ gửi ảnh trực tiếp cho các bác là thấy được. Sử dụng bát 30 đánh rất tốt các bác nhá, bát 30 rất là to luôn, đánh rất tốt. Nó có một chung giấy các bác nhá, và cũng một check giấy rất đẹp luôn, có điều chỉnh các bác nhá, điều chỉnh mặt trước luôn, và có một lỗ thông hơi mặt trước, rất là hay và đẹp luôn các bác nhá, rất là cân xứng nhau luôn. Các bác thấy rất là xa, rất là đẹp các bác nhá, rất là cân xứng nhau. Chiếc này nó cũng sàn thiết kế giống chiếc JBL L100 Century nha các bác nhá, rất đẹp luôn, dầu rất dài quá nhỉ, rất đẹp luôn. Các bác quan tâm sản phẩm bên em thì liên hệ qua số điện thoại của Zalo, và các bác đừng quên đăng ký kênh và cho xin một like và một chia sẻ để những video đầu tiên để có thể các bác có thể cập nhật được. Sau đây xin kết thúc clip tại đây, hẹn tất cả các bác tại những clip sau.